Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá sầu riêng để bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, hiện tại thì tình hình sầu riêng vẫn đang rất là ổn định ha, giá vẫn đang nằm ở mức tốt. Thì riêng đối với sầu riêng thì ngoài xuất khẩu ra thì thị trường trong nước tiêu thụ cũng rất là tốt luôn ha bà con. Cụ thể giá hôm nay như sau: tại miền Tây, ri 6 hàng đẹp dao động từ 70 đến 75 ngàn, ri 6 mô xô từ 60 đến 65 ngàn, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 75 đến 85 ngàn đồng, sầu riêng Thái mô xô từ 70 đến 74 ngàn đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 55 đến 60 ngàn, ri 6 mô xô từ 45 đến 50 ngàn đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 đến 75 ngàn đồng, sầu riêng Thái mô xô từ 60 đến 65 ngàn đồng. Tại Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 55 đến 60 ngàn, ri 6 mô xô từ 45 đến 50 ngàn đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 đến 75 ngàn đồng, sầu riêng Thái mô xô từ 60 đến 65 ngàn đồng. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần, tùy theo mức độ ăn hàng ở mỗi nơi mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa nha bà con. Ngoài giá sầu riêng thì kênh còn cập nhật giá các loại nông sản khác. Những cái thông tin về thị trường nông nghiệp bà con hãy nhớ đón theo dõi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây, nhấn nút thích video cũng như là có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin cảm ơn và kính chào.